Cách đếm số góc siêu nhanh. Làm thế nào để đếm nhanh được các góc ở hình bên dưới? Chúng ta cùng đếm hình thứ nhất. Ta thấy ở hình thứ nhất đây có một góc, hai góc và góc to này là ba góc. Như vậy hình thứ nhất có ba góc. Vậy có một cách để giúp cho các bạn có thể làm nhanh. Ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ đánh số góc đơn 1, 2. Sau đó các bạn chỉ việc lấy 1 cộng 2 là bằng 3. 3 góc. Tương tự như vậy, ta sẽ đếm số góc ở hình thứ 2. 1, 2, 3. Vậy ta có 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6 góc. Tương tự, các em hãy tính cho thầy hình bên dưới đây có bao nhiêu góc và comment đáp án của mình xuống phần bình luận của video.